Hi, cả nhà chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình có một người đó nhắn tin với mình thì chị em nhắn tin nhau chơi thì mình mới nói là kể về cái chuyện gia đình ở bên đây là mình mới nói là bên này khổ lắm chị ơi cái bảo mới nói mà chưa đi làm hả Mình mới nói là xong em chưa có đi làm tại vì mới qua con còn nhỏ quá em chưa có đi làm được bên Việt Nam có một cái dịch vụ là giới thiệu xuất khẩu lao động nhật thì mình mới hợp tác với chị mình mình giới thiệu dùm cho chị người xong rồi chị thương Chị cho được bao nhiêu thì cho thì mình cũng giới thiệu được hai bắt hợp đồng gì đó nhưng mà mình thấy lâu quá mà không thấy tiền bạc gì hết thì mình mới hỏi chị em trong nhà mà mình hỏi thôi mình hỏi là ủa chị là mấy cái mấy đứa mà nó nó, nó đăng ký nó học rồi mà sao em không thấy tiền bạc gì hết vậy À, là tụi nó đi rồi em mới nhận được tiền hay là tụi nó ký hợp đồng rồi là em nhận được tiền thì bà mới nói là tụi nó chưa đóng tiền mà tiền đâu mà mà đưa à, tại vì mình mình cũng đang kẹt mình không có đi làm được mình cũng đang kẹt mình muốn mình, mình có cái đồng tiền đó mình cho ba mẹ mình ở bên Việt Nam thì bà buôn bán cái gì đó bà lấy cái đồng tiền đó mới đi bổ hàng nó cũng đỡ hơn là mình khỏi phải gửi tiền về đó thì mình mới hỏi là, ồ chị chừng nào mới có Chị nào mình mới lấy được cái tiền đó thì bảo mới nói khi nào mà nó lên máy bay mà chồng tiền đủ đó, thì mình mới nhận được tiền, qua hồng, bả mới nói câu gì nè, Bả nói là à, mày bộ mày sợ tao giật tiền mày sao à, cái mình mới nghe mình bực, có nói đó mình nghe mình bực, mình mới nói là, ủa nghĩ sao chị nói vậy, cái xong cái bảo mới nói à, À, mày là Việt kiều giàu không chết mà làm gì mà 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 mày 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 uh, hối dữ vậy uh, tiền thì cứ để đó đi chừng nào có thì tao đưa cho chứ uh, mày cũng đâu thiếu tiền đâu mắc gì mà mày hỏi cái mình mới nói chị ơi em chưa có đi làm em đâu có tiền đâu chứ đâu phải như chị nói là em có tiền đâu mà mà, mà nói em là tiền nhiều mà mà hỏi chị làm gì nhưng mà giờ dù là tiền nhiều hay tiền ít đi chăng nữa thì em vẫn muốn biết là cái số tiền đó khi nào em nhận thì mình nói với tất cả các bạn là đồng tiền đi liền khúc ruột cho nên khi mà mình làm cái con cái cái việc gì đó thà mình không làm mà mình làm là mình biết cái cách mình muốn biết cái kết quả đó khi nào có hoặc bao giờ mình mới nhận được cái 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 cái, cái lợi ích đó ví dụ các bạn trồng một cây gao đi trồng cây hành đi các bạn cũng muốn biết là cái cây đó bao nhiêu tháng mình thu hoạch được ví dụ mình trồng một cái ổi để mình muốn biết là cây này bao bao nhiêu năm có trái hay là mấy tháng có trái hoặc mà bạn chồng muốn muốn trồng cây sầu riêng mà ví dụ như bây giờ bạn trồng cây sầu riêng mà các bạn không biết là cây sầu riêng nó tới 10 năm mới có trái rồi các bạn trồng hai ba năm các bạn đòi có trái thì tất nhiên mình phải hiểu được cái lý do và mình muốn biết được là cái cái chuyện đó nó bao giờ nó sẽ xảy ra là mình biết được mình hỏi gì thôi xong cái bà bà mới nói câu bà nói bà nhắn liên tục luôn bà nói là mày về việt kiều mà già không chết mà mà mày làm gì mà khổ lắm giờ mày, mày hỏi tiền này kia cái mình mới nói hả Ủa, ai nói em giàu mà mà em không giàu thì em cũng muốn biết là khi nào em nhận được tiền là chuyện bình thường thôi mà chị có gì đâu cái bà mới nói à, 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 mày Việt kiều mà mày than quá gì à, sao mày than quá vậy à, bộ mày sợ tao mượn tiền sao mày than dữ vậy cái mình mới nói mình mới nói chị ơi không phải là là em than mà em nói thiệt cái bà nói à, thôi đi mày dẹp đi à, à, không ai mượn tiền mày đâu À, mà mày, mày, mày than thế ớn à. cái mình mới đấy mình bực kìa lúc đó mình bực kìa mình mới nhắn là mình nói là mình nói hả sao mệt quá thôi bây giờ tôi nói em em nói gì đó còn tin hay không thì tùy chị là, em không có than mà em cũng không phải là 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 là, là, là em sợ ai mượn tiền gì hết trơn mà em nói thiệt chị em trong nhà thì em nói thiệt à nói nói xạo thì tin mà mà nói thiệt không bao giờ tin hết trơn á thì hả bây giờ em không tiền em không tiền em nói em không tiền rồi chị em trong nhà thì hả hả có sao em nói vậy mà giờ em nói ra Cái chị nói bộ mày than mà sao tao mượn tiền hay gì. Mình nói thiệt chứ bạn, bây giờ mình có tiền mà mình không muốn cho mượn không có thằng nào mượn được hết trơn chứ đừng nói gì mắc gì phải than chứ không than. Đúng không mọi người nghĩ nghĩ đúng không? Ví dụ như tôi tu, tôi có tiền nè, bây giờ anh lại mượn tiền tôi tu, bây giờ tôi không cho, tôi nói ừ giờ em không có tiền. làm gì tôi? Cái điều đó là cái chuyện đó là của mình, nhưng mà thật sự cái này là chị em trong nhà mình nghĩ là mình chia sẻ với bả, mình nói với bả nghe thôi. Chứ chứ đâu phải là 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 là, là, là sợ bao mượn tiền thật sự ví dụ như giờ mình có tiền trong tay mình đang khoe mình nói chị chị em mới em mới uh, để dành được trăm triệu các bạn nói Ê, cho tao mượn tiền đi Ê, là ví dụ như lúc đó mà nói em gì mình cho tao mượn vài chục triệu đi lúc đó mình nói ừ thôi em lấy tiền em làm chuyện khác ủa mình từ chối vẫn được vậy đúng không mình từ chối mình nói ủa chị ơi em lấy tiền em làm chuyện khác rồi bà làm gì được mình đúng không nhưng mà tại sao mình phải nói như vậy? Tại vì lý do là mình nghĩ là chị em trong nhà thôi mình kể cho bạn nghe. Mình kể cho nghe là để cho biết là mình mình mới qua, mình chưa có công ăn việc làm. Thứ hai nữa là chồng mình đó, công việc của ổng là xây cất nhà cửa nè thì cái mùa đông không có việc. Mùa hè mới có việc mà mùa đông thì thường thất nghiệp lắm. Cho nên hả mình nói cho bà hiểu là dạo này mình cũng khổ lắm. Mà. Ý bà nói là mày bộ mày kẹt lắm sao mà mắc gì mày hỏi tiền hoài vậy? Mình theo kiểu mình nói là Em cũng không có gạt lắm nhưng mà em cũng muốn biết là Khi nào có Nhưng mà mới nói Mày Việt Kiều mày giàu thấy mẹ mày mà thang Cái mình mới nói là không phải em thang Thì mình giải thích cho bạn nghe là mình không phải mình thang thôi Cái tự nhiên mà mắng mình mới nói à, à, Bộ bị sợ tao mượn tiền xong mày làm gì mà thang Mà cái câu nói này mình nghe rất là nhiều người luôn Từ lúc mình lấy chồng Việt Kiều Xong rồi cái lúc mình còn ở Việt Nam Mình nói mình không có tiền Ai cũng nói à, lấy chồng Việt Kiều mà thang quá hả à bộ sợ mượn tiền sao mà than dữ vậy, vậy nói mình gì đó mình nói thiệt với tất cả mọi người luôn mấy thằng gì kiều về nó nổ nó nổ banh xác luôn thì tin còn mình về mình về mình khổ hay là mình không có tiền nhiều mình về mình kể không ai tin chứ người ta còn nói mình xạo à, xạo giấu à, bộ sợ mượn tiền sao mà giấu à, hỏi thăm thử mày giàu tao mừng cứ với mày làm gì mà mày than dữ vậy? À, này kia kia nọ mình nói vậy mình nói thiệt vô luôn á nếu như em mình có tiền hả mình có tiền nha mà ai mà khổ là mình giúp hết luôn á mình nói thiệt bởi vì cái số rồi không bao giờ giàu bởi vì cái số gì nó không bao giờ giàu mà trong khi đó bả là bả chơi với mình mình cũng hiểu mà mình nhà bà cũng nghèo cũng khổ bả cũng đi kiếm từ đồng từ cắt thì mình thấy gì chị em trong nhà mình khổ bà cũng khổ cho nên mình đồng cảm với bả thì mình nghĩ mình nói thiệt với bả mình nói chị ơi mấy gà em không có đi làm không có tiền em mà mấy gà hả chồng em cũng làm xịt lụi lắm cũng không có tiền cho nên hả em chỉ muốn hỏi thôi nếu như có thì em gửi tiền gì cho mẹ thì em khỏi phải gửi tiền từ bên đây về thôi cái bà làm gì bà làm cái thái độ gì đó rồi là mình kể cho tất cả mọi người nghe nè là không chỉ riêng một mình 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 thấy rất là nhiều người luôn rất là nhiều người luôn họ đi về họ chơi đó. và cái lúc mà theo kiểu là họ về họ chơi bắt đầu cái có những người ở bên việt nam á mà người ta quan tâm về cái công an việc làm của những người Việt ở bên nước ngoài á, thì họ hỏi thăm nhưng mà khi họ hỏi thăm rồi những người mà họ thật thà giống như mình á, nói thiệt á, kể thiệt á, không tin cái bắt đầu nói gì đó nói than bộ sợ xin tiền mượn tiền sao mà than mà khổ lắm các bạn họ nói cái câu nói đó nhưng mà thật sự các bạn nói có tiền đi họ mượn liền mình nói thiệt luôn á và cái điều đó là mình đã từng bị nè theo kiểu là mình không có dư giả gì giống như là mình ăn mắm hút dòi mình dành dụm được chút đỉnh tiền để mình lấy cái tiền đó mình đi đầu tư một cái gì đó để mình làm ăn thì bắt đầu cái họ biết mình có dư cái khoản tiền đó đó mày cho tao mượn đi cái đó là hỏi người ta hỏi thiệt người ta hỏi là mày cho tao mượn đi cái xong cái nhiều người hỏi mình lắm chứ không phải một người mình không không có nói ai không có nói riêng ai hết trơn rất là nhiều người kể le, quen cũng có mà lạ cũng có luôn mày cho tao mượn đi không phải là mình ghét những người đó không phải mình nói xấu những người đó nhưng mà thật sự các bạn biết không cuộc sống của ai cũng có một cái điều để họ phải lo cả họ phải lo cho tương lai của họ và họ lo cho hiện tại của họ kể cả lo cho con của người ta nữa thì người ta để dành tiền thì người ta lấy cái đồng tiền đó người ta lo chứ đâu phải người ta giàu mà ta dư các bạn biết không những cái người họ giàu họ dư họ cho mượn tiền là phải có lãi mà mình cho mượn tiền không bao giờ có lãi ngồi vậy đó cuộc đời nó vậy đó cái thằng giàu á nó có tiền nó đem tiền ra nó cho người ta mượn á thì lúc nào cũng có lãi chứ một chấm hai chấm nửa chấm gì đó thì cũng có nhưng mà còn thằng nghèo á mà nó chắc chiêu dành dụm được năm ba triệu 10 triệu hay là trăm triệu gì đó là mình cho người ta mượn là không bao giờ có lãi mà khi mà các bạn xách cái mặt các bạn đi đòi á giống như các bạn đi xin á vậy đó y hệt như cái mình đi xin á vậy đó Đầu à, đâu hoài từ à, từ trả nào có tiền tao trả làm gì đâu hoài vậy Á à, bộ tao sợ tao giật hay gì thái độ vậy đó các bạn hầu như mình thấy là mình không nói là tất cả nhưng mà đa số là tám mươi phần trăm là như vậy đó thái độ vậy đó mà thật sự mình rất là bực vào những chuyện đó luôn cho nên thời gian sau mà mình không bao giờ mình cho ai mượn hết không bao giờ cho ai mượn kể cả giận không giận thì kẻ mẹ đó thà mình lấy cái tiền đó mình đi làm từ thiện mình đi ra ngoài đường vậy đó mình cho thi thiên hạ bá gia bá tánh vậy đó chứ mình không 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 có không có không có cho mượn các bạn biết không thà mà các bạn lấy đồng tiền các bạn đi cho các bạn cho 1 triệu, 2 triệu thôi Thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi Nhưng mà các bạn cho mượn tiền là cái số tiền đó rất là lớn Ví dụ như bây giờ các bạn bỏ ra 1 triệu, 2 triệu Giống như các bạn đi ăn nhậu vậy đó Là hết đúng không? Nhưng mà khi các bạn cho người ta mượn tiền mà người ta không trả tức lắm Người ta không trả các bạn tức ối máu luôn Tức học máu luôn Cái các bạn biết không? Cái khi mình mình đi làm từ thiện mình mua tập cho mấy em học sinh đó Rồi cái xong mình mua viết cho mấy em học sinh đó Mua tập mua viết một ngàn cuốn vậy thì vừa à, tập về sách đồ luôn chắc giỏi lắm hai triệu mấy gần 3 triệu thôi cái xong cái mình mua mình cho mấy cái đứa học sinh trong cái khu vực đó cái trường đó là cái trường nghèo thì mình cho cái trường đó thì năm nào mình cũng cho hết trơn á cái xong cái mình mua mình cho vậy cái đầu các bạn biết không cái mấy cái người mà họ mượn tiền mình á hay là đôi khi không phải mượn tiền mình nữa cái họ nói mình vậy nè um, giàu quá à, lấy tiền đi làm từ thiện tại vì mình cũng có nói với mấy người, người đó là mình cũng khoe là mình nói ừ năm uh, người ta hỏi là mày mua tập chi nhiều vậy mình mới nói là ờ ừ, con mua để con con cho mấy đứa học sinh nghèo cái họ mới nói là hả à, à, giàu quá à, à, không giúp anh à, anh em trong nhà mà đi lấy làm từ thiện à, à, làm chuyện ba lát người ta nói mình vậy đó cái mà mình nói các bạn nghe mình cho người ta chỉ có một triệu hai triệu à nó không có đáng lại gì hết trơn á mà mình còn được cái phước còn mình cho anh em mượn tiền á hay là bà con dòng họ gì á bất cứ hoặc là cái người nào mà thân thiết chút xíu á, mình cho nó mượn hả nó không mang ơn mà nó quay nó còn mà chửi mày ngu nữa các bạn hiểu không nó rồi cái bắt đầu chửi mình để đi lấy tiền đi làm từ thiện trong khi đó anh em nhà nghèo khổ chết à, sao không giúp cái mình nói trời ơi con cái mình theo kiểu là mình không nghe trực tiếp từ người đó nhưng mà mình nghe từ một người khác nói lại cho mình nghe là cái người nó nói nói với mình vậy đó thì mình mới nói là con nói con nói cho 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 bác nghe nè ví dụ như bây giờ con lấy cái tiền đó con cho từ thiện con chỉ tốn có một hoặc hai triệu đồng thôi nhưng mà con cho người ta mượn á mà cái người đó mượn á họ hỏi con mượn tới 100 200 triệu lận tiền đâu con ra. Con nói thiệt luôn nếu như con có 100 200 triệu con lấy tiền con đi đầu tư rồi chứ con không có mắc cái gì mà con đem đi cho người ta mượn chân mượn thì khi nào trả khi nào đòi được các bạn nên nhớ khi các bạn cho người ta mượn tiền á một trăm hai trăm các bạn cầm một cọc các bạn quăng một cái phạt nè cho mày mượn nè nhưng mà cái khi các bạn đi đòi á các bạn đòi tiền bạc cắt gì nè bạc cắt bạc lẻ như vậy nè mà nó còn nó còn mặt nặng mài nhẹ mình nó, nó trả mình mà giống như là mình đi xin nó vậy đó các bạn hiểu không cái điều đó là mình thấy nhiều lắm rất là nhiều mà trong đó có nhiều lần mình đã bị rồi cho nên hả mình nói tụi mình nói thiệt bởi vì mình nói với bác bác đó đó mình nói bác ơi con nói bác nghe nè bây giờ thà con đi làm từ thiện con tốn có một triệu hai triệu à mà con cho người ta mượn á người ta hỏi mượn con á mà trong hiện tại lúc đó con cũng không có cái số tiền đó nữa thật sự là con không có số tiền đó mà con có được 1 triệu hai triệu con đi làm từ thiện thôi mà giờ con đi làm từ thiện người ta còn xỉa xói người ta còn cười người ta còn ỉa đầu con nữa nó nói con tào lao, anh em trong nhà khổ không giúp đi làm thiện ngoài đường. Mình nói, ủa, mình đi làm thiện có 1 triệu, 2 triệu à? Mà nó mở miệng cái nó hỏi mình tới hai 200 triệu. Nói thiệt luôn, bản thân mình đây nè, chưa có cầm tới 200 triệu trong tay nữa. Thì tiền đâu cho nó mượn. Mà trong khi đó, nó chửi, nó xỉa sói mình vậy. Nó nói, anh em nhà không giúp cái đầu nó ghét mình. Ủa, mình thấy mắc cười ghê. Thật sự mình thấy nó rất là mắc cười luôn. Nếu thật sự bản thân mình có 200 triệu đó, là mình đã mua cho mẹ mình cái nền nhà rồi chứ không cần phải là phải là sửa cái nhà lại rồi leo tèo lợp tập ở đâu sửa theo kiểu là các bạn hiểu không mình sửa mình sửa cứ mỗi ngày mình sửa một khúc một khúc một khúc một khúc gì đó chứ mình không có sửa nguyên cái nhà nếu như thực sự mình có 200 triệu mình đi mua một miếng đất mà hiện tại lúc đó là miếng đất đó có một trăm mấy chục triệu hiện tại lúc đó là mình kiếm cái miếng đất đó là người ta giao bán có một trăm mấy chục triệu một trăm hai trăm ba gì hả mà người ta mượn 200 triệu còn mình thì mình đang khi mình nói ước gì mình có hiện tại lúc đó mình có được 120 triệu mình lấy tiền đó mình đi mua cái miếng đất đó. Rồi cái bắt đầu cái chửi mình theo kiểu là nói mình à, à, có tiền mà đi đi làm từ thiện, đi làm tào lao, anh em trong nhà không giúp. Mình nói thiệt luôn nha, nếu như thật sự ra mà mà nói cái câu này cũng hơi phủ phàng. Cái mà các bạn có tiền đừng cho ai mượn. Thật sự mình nói thiệt bây giờ các bạn than các bạn nói các bạn không tiền thì người ta chửi người ta nói mình mình than không cho người ta mượn tiền nhưng mà thật sự ta có chửi kệ người ta bây giờ không cho thằng nào mượn hết trơn á mang tiếng xấu kệ mẹ đi đi giờ tao xấu bụng cũng không được nữa kệ nó no cái bụng mình trước đó đi còn khi mình nói thiệt không thằng nào tin hết trơn á mà các bạn hả có tiền một cái rồi bắt đầu là nó nhào lại nó mượn mà mình á cái lúc mình nghèo á giác cái mặt lại Xin nó 10 ngàn thôi nó chửi như chó Mà cái lúc mình hơi ngóc 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 cái đầu lên chút xíu Hơi hơi ngóc cái đầu ra, ra cái dũng bùng một chút xíu thôi Là nó lại nó hỏi mượn tiền Rồi các bạn nghĩ cho các bạn theo các bạn các bạn cho mượn không Mình phải để dành cái số tiền đó để mình trèo lên trên bờ mình ngồi Chứ không lẽ mình mình có được một mớ tiền đó mình đưa cho nó cái đầu mình úp cái mặt xuống dũng bùng nữa hay gì Mọi người có muốn gì không? tất cả mọi người có muốn là 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 mình có cái đồng tiền rồi bắt đầu cái mình đưa cho người ta cái đồng úp cái mặt xuống dũng bùn mình mình nằm ở dưới đó nữa không hay là các bạn muốn lên trên bờ ngồi cho nó ngồi cho nó sạch sẽ không ai mà ngu hay kiểu đó hết trơn đúng không các bạn mà trong cái đó các bạn không cho mượn tiền thì nó chửi nó xỉa nó sói nó nói này nó kia nó nọ còn các bạn cho mượn tiền còn các bạn mà than á mình nó thiệt á mình nó thiệt mình không có tiền á nó nói mình than mình nói thiệt luôn bây bữa nay mình mình lên đây mình làm cái video mình nói là việt kiều là thang là không bao giờ ai tin và lý do tại sao mà 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 mình nói cái câu nói đó là tại vì mình đã bị nè mình đang bị nè đang bị người ta dán cho mình cái câu nói là việt kiều giàu chết mẹ mà 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 than gì ở bên mỹ này á đi ra ngoài đường là lụm tiền vô không à không có đi làm ở nhà cũng có tiền nó khỏi cần phải đi làm cho nên á hả người ta người ta nghĩ mình giàu lắm mà mình than là người ta chửi, cho nên các bạn rút kinh nghiệm, đừng than, than nó không có đồng tình với mình đâu mà nó còn chửi mình thêm, nó còn xỉa xói mình thêm, cho nên bây giờ các bạn có nghèo, có khổ, có đói, có rách, có thiếu điều mà tối xỉu luôn cũng đừng có than, cũng đừng có nói ví dụ như nó hỏi sao vậy, ví dụ như giờ như ví dụ như cái tình trạng của mình đi, mày mày hỏi cái gì vậy, bộ mày à, kẹt tiền lắm hả mà mày hỏi? nó ờ thì hỏi gì đó ủa tiền của tôi tôi có quyền hỏi ủa tôi làm mà tôi có sức cái công sức của tôi trong đó giờ tôi muốn hỏi tôi muốn biết đi nào tôi có tiền cái ví dụ với nó à, giàu chết mẹ tiền cần gì phải cần tới cái đồng tiền đó nói lại liền đấy hả ờ bây giờ tôi hả tôi giờ tiền nhiều nhưng mà bây giờ tôi muốn biết cái tiền nó như thế nào bây giờ tôi lấy tiền đó bây giờ tôi đi, mua đi shopping tôi sắm sướng cái tay tôi cũng được hả muốn trả lời vậy đó chứ đừng trả lời như mình nghe không trả lời như mình nó chửi á nó chửi nó nói mẹ vào kiều vào chết mẹ mà than hoài làm như sợ người ta mượn tiền than hoài nhớ nha các bạn các bạn nên nhớ là cái câu nói ngày hôm nay mà cũng như cái câu chuyện ngày hôm nay mình kể cho các bạn nghe ở mốt mà có đứa nào mà nó hỏi mà các bạn có hỏi về tiền bạc với người ta thì các bạn nên nói vậy đó nó ở ừ, giờ tao tao hỏi vậy đó để tao lấy tiền về tao đi shopping được không giờ tao khoái cái cái túi cu chì trời neo bây giờ hả cái túi đó tám chín triệu lận mà bây giờ tao muốn lấy cái tiền đó tao đi về tao, tao mua cái bóp đủ được không? Đó mày nói gì đó, nói gì đó nói trên trời vậy đó, nói nói hách dịch hay nó ông nội gì đó. Vậy tại vì khi mà các bạn nói thật nó cũng đâu có tin, nó cũng đâu có thương mình đâu. Đúng không? Mà nó còn nói mình mà mình than nữa. Các bạn không biết không? Làm người á khó lắm. Mà làm cho người ta thương mình á càng khó hơn nữa. Cho nên hả cứ kệ mẹ đi. Bây giờ tôi nói vậy còn tin tin thôi còn nếu như nó không tin nữa ví dụ câu trước mình nói đi nó không tin đi đúng không câu sau phan cho tôi phan luôn phan nó ừ nó chơi mày vậy thôi kiếm ba đồng tiền lẻ tẻ về đi nhậu một bữa chơi gì mà nói vậy đó biết không mình chỉ cho các bạn nghe đó là nên sống theo cái kiểu đó, đó nha đừng như mình đừng như mình ngu nha mình mình đã bị một bài học một bài học chà bá luôn đó là than là bị người ta cười đúng không người ta cười người ta ỉa vô mặt biết không người ta khi dễ mà người ta ỉa vô mặt nữa cho nên à, nhiều thông tin đó thôi chia sẻ với tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhớ đăng ký subscribe kênh ủng hộ mình bằng cách like share và coi như là nhấn cái chuông để nhận được nhiều thông báo hơn từ cái kênh của mình nhé Um, hãy để lại comment bên dưới để nêu cái cảm nghĩ của mình về video hoặc đôi khi là những cái câu hỏi nào đó mà tất cả mọi người muốn đặt cho mình thì hãy để lại bên dưới. Và mình sẽ để một cái đường link ở bên dưới kết nối kênh Facebook của mình và cũng như là cái email. Nếu như tất cả mọi người có những câu chuyện nào hay hãy gửi về cho mình, mình sẽ làm cho các kênh YouTube của mình nó phong phú hơn và nó vui vẻ hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau nhé.